2 ngày 1 đêm du lịch Vũng Tàu chỉ với 700 cành. Đi thử quán chơi Vũng Tàu nhé. Để di chuyển, bọn mình xuất phát từ Sài Gòn xuống bằng xe máy. Tiền xăng là chia ra 150 cành một người cho cả chuyến đi. Về chỗ ở, mình chọn một homestay. Bọn mình đi 6 người nên là chọn căn hộ 2 phòng ngủ. Mình ở thứ 7 chia ra chỉ có 200 cành một người. Căn hộ mình ở vừa có view biển vừa có view núi, xịn sò lắm luôn á. Buổi chiều là có thể ngắm trọn hoàng hôn luôn nha. Về ăn uống, buổi sáng đầu tiên bọn mình đi ăn bánh canh chả cá của người địa phương, chỉ có 20 cành một tô. Sau đó đi chụp hình sống ảo tại hẻm thành phố, rồi đi ngang qua con đường hoa giấy tiện vào check in luôn nè. Đến tầm 11 giờ rủ nhau đi ăn bánh khọt. Tổng thiệt hại là 35 cành. Khoảng 12 giờ về, bọn mình check in homestay và cất hành lý rồi sau đó nghỉ ngơi. 4 giờ chiều bắt đầu đi ăn hàu sữa, chia ra là khoảng 35 cành một người. Sau đó là rủ nhau đi xếp hàng để mua được cái bánh donut nghe. Mang ra biển vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn, tổng thiệt hại chỉ có 15 cành một người. Ăn xong đi dạo biển ngắm hoàng hôn cực đẹp luôn. Đến Vũng Tàu mà không ăn ốc thì hơi bị uổng. Bọn mình đi ăn ốc xiêm chia ra khoảng 100 cành một người. Sau đó thì bọn mình lại đi mua cá viên chiên ra bờ biển ngồi ăn. Ăn xong mới thì đi dạo biển rồi ra quảng trường chơi. Sau đó là về homestay nghỉ ngơi. Sáng hôm sau 5:30 dậy ngắm bình minh. Trời ơi, bình minh Vũng Tàu cũng đẹp lắm nha. Ăn tàu hũ chỉ 10 cành một chén, rồi lại lấp đầy chiếc bụng đói bằng một đĩa cơm tấm. Tiệm cơm tấm đề co khá đẹp nên tiện thể check in luôn. Sau đó là lên ngọn hải đăng để ăn trứng lòng đào và dê ua nè. Tổng thiệt hại cho món này thì mỗi đứa chỉ có 20 cành thôi. Sau khi ăn xong thì đến giờ trưa, tụi tôi cũng đá nhịn một cái lẩu cá đuối. Sau đó về homestay thu xếp hành lý để chuẩn bị về lại Sài Gòn nè. Trước khi tụi tôi về thì tụi tôi cũng có ghé qua mũi Nghinh Phong để check in nữa, nhưng mà trời sắp mưa nên tôi không có quay. Tổng kết lại cho chuyến đi ngày hôm nay là 735 cành nha mọi người. Xách ba lô lên và đi thôi.